Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tân Riddle. Xin chào các bạn đã quay trở lại với phần video thứ 18 trong loạt video hướng dẫn về cách chơi game Elden Ring. Lần trước chúng ta đã dừng chân tại cái điểm xe play ở giữa hồ. Bây giờ chúng ta sẽ chạy qua ở chỗ NPC Varea trắng. Chúng ta sẽ tiến hành 3 lần xâm chiếm thế giới khác để hoàn thành cái nhiệm vụ của anh chàng này giao cho. Rồi, thì tốt nhất chúng ta nên sử dụng hết số lượng rune chúng ta đang giữ để khỏi công đi nhặt lại. Như khi các bạn định veo, chúng ta sẽ được đưa đến những địa điểm khác nhau. Thì nếu các bạn có muốn tham gia PvP, các bạn hãy đi tìm, nhìn trên radar theo cái chấm vàng. Đó là kẻ đang nắm giữ cái host. Các bạn cần giết cái người đó thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về thế giới mình. Tuy nhiên, để làm cho nhanh, tôi sẽ không phải đi kiếm và đánh làm gì. Tôi sẽ chỉ xâm chiếm và rồi tôi sẽ thoát cái thế giới đó và trở về để kết thúc nhanh lọt video này. Còn các bạn cứ từ từ thưởng thức. Rồi, khi các bạn xâm chiếm sẽ có một cái item mới tặng cho các bạn, đó là cái phân tôm, cái finger này. Thì nó dùng để có một tác dụng là nó giúp cho các bạn xâm chiếm cùng một thế giới mà lần trước đó chúng ta đã xâm chiếm, giống như tái đấu vậy. Rồi, và nếu như các bạn không muốn đánh nhau, các bạn có thể sử dụng cái Finger Sorcerer như tôi để trở về thế giới của mình cách nhanh chóng. Và chúng ta chỉ cần làm 3 lần như vậy là sẽ xong nhiệm vụ của cái anh mặt trắng giao cho. Với một số map invel, kẻ đang nắm giữ bột vàng chủ của thế giới đó thì thường họ sẽ AFK farm, họ sẽ trốn ở một cái chỗ nào đó, các bạn phải đi tìm. Họ sẽ cứ để mặc cho những người da xanh, những người da vàng đánh với những người da đỏ như chúng ta, và họ sẽ hưởng lợi ESP từ đó. Họ không thật sự quýnh nhau, họ chỉ núp cho đó thôi. Các bạn đi tìm họ rất là mệt. Thì khi đến với những cái map và những cái thế giới mà có trường hợp AFK farm như vậy thì tốt nhất các bạn nên thoát sớm để trở về thế giới của mình cho nhanh, để có thể invel cái thế giới khác mà PvP. Các bạn thấy anh hot núp trên nóc nhà đấy, chỉ người ta tìm cái đường lên, nên ta có ngựa lên nó dễ hơn chúng ta. Ta để đi lên được thứ đó nhảy khá là công phu. Rồi, chúng ta đã xong 2 lần, còn 1 lần nữa. Thì nó riêng về cái chuyện PvP trong cái game này. Đôi khi chúng ta luôn ở trong một cái trạng thái delay, hoặc ở trong một cái trạng thái nó không có thực sự mượt mà giữa cả hai người chơi đồng bộ, nên đôi khi chúng ta chém, đa phần chúng ta tưởng trúng rồi lại miết, và đôi phần mình cứ nghĩ mình đã né được của đối phương nhưng mình lại ăn đòn. Lần này anh hot ở gần đây. Chúng ta hình như cũng ở ngay cái vị trí của anh mặt trắng. Ok, lần này đánh nhau cũng được. Như các bạn thấy, chiêu Bloody Slash sự sát thương rất là cao. Và cũng như cái hit này, khi chúng ta tưởng chúng ta đã chém chúng thì hóa ra lại không. Những đòn mà đối phương chém cho tử hụt thì hóa ra nó lại trúng. Đây là sự kết nối nó chưa thực sự hoàn hảo. Những người chơi online, đôi khi những nhát chém của tôi đã gây một tí sát thương nào thì chúng ta vẫn thấy nhiều ứng xịt máu trên người anh ta.
Đúng rồi. Thế là chúng ta luôn hoàn tất 3 lần. Và nếu các bạn chiến thắng anh Hot Finger này, anh chủ của thế giới, ta sẽ thưởng thêm một cái rune art, tương ứng thêm một cái bột vàng. Nếu chúng ta cần farm cái rune art thì invade những thế giới khác là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Rồi. Oh Lambkin, so pleased you're here. I'm glad that you're enjoying my gift. I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Luminary Moog has strength, vision, and of course, love. So, what do you say, my lambkin? Yes. Who would have it any other way? Now, take this for your final trial. Soak the cloth with a maiden's blood. Normally, this ritual would involve killing one's own maiden and recanting the wisdom of the two fingers. But since you are maidenless, the blood of anyone's maiden will do. Ước tiếp theo của nhiệm vụ là anh ta cho chúng ta một mảnh vải trắng, yêu cầu chúng ta hãy đi nhúng nó vào máu của một cô nữ tỳ. Thì đây là một nghi thức mà tự bản thân của chính chúng ta phải giết nữ tỳ của chính chúng ta, nhúng vào máu của nó. Và tự nhiên hắn ta nói rằng chúng ta là không có nữ tỳ nào khác, thành ra là máu của nữ tỳ nào cũng được, miễn nhúng nó thôi. Ok rồi. Tiếp theo các bạn sẽ chạy thẳng lên đây. Chúng ta sẽ kích hoạt một cái xe upgrade và chỉ kích hoạt thôi. Chúng ta sẽ khám phá những cái việc khác trước để mở đường cho chúng ta sau này dễ dịch chuyển đó mà. Rồi, chạy thẳng lên phía bắc. Chúng ta sẽ khám phá khu vực xung quanh này sau. Thấy cái xe Prey. Rồi, sau khi kích hoạt xe Prey, các bạn sẽ quay trở lại cái điểm xe Prey Folly and Lake này. Chúng ta sẽ tiến hành khám phá cái làng Arinobis trong này. Rồi, chúng ta lên ngựa thôi. Rồi, các bạn nhìn lên trên cao, các bạn thấy một cái núi cao phía trên, tuy nhiên nó là bị rỗng ở giữa. Rồi, cái làng nó sẽ nằm ở phía dưới này. Rồi, bạn sẽ chạy thẳng vào. Cứ mặc kệ những con cừu nó đi. Ngồi ăn. Các bạn chạy lên cái dốc luôn nhé. Ở đây chúng ta sẽ gặp lại anh NPC Nepheli Luz ngay dưới dốc cầu này, ngay dưới gầm cầu. Rồi, chuyện của ta. Oh, it's you. Well, what do you make of it? What's happened to this village? I witnessed a sight much the same in my infancy. The oppression of the weak. Murder and pillage unchecked. A waking nightmare made by men. But this time,
I'm a woman grown, and though the suffering cannot be undone, I can still mete out justice. Justice to the oppressors. Let the scars I carve remind them. I am Nefeli Lu, warrior. But this time, I'm a woman grown. Rồi, ok. Chúng ta đến đây với nhiệm vụ trả thù. Đây là một cái ngôi làng của những tên Abinoric này. Thì những cái người dân xung quanh đây không thể di chuyển bằng chân được, chỉ có thể bò bằng hai tay thôi. Đây chúng ta sẽ nhặt được một Lamatia. Rồi, đi thẳng lên trên. Nói chuyện với Hồng Ma này biết thêm thông tin. Rồi, chúng ta nói rằng có một tên Ambert nào đó cũng còn sống và khỏe mạnh. Rồi, kích hoạt Separate ở đây. Bạn có thể ngồi nghỉ nếu cần. Rồi, kích hoạt Summoning Pool. Rồi, sau đó các bạn đi thẳng lên dốc bên này, dốc phía bên phải này. Sẽ có một con quái trên này. Thì nhìn nó không mạnh lắm. Dùng step mà bắt phát nó. Rồi, một Bloody Slap nữa là xong. Rồi, quẹo vào phía bên trái chỗ này. Có tên đang phục kích ở đây. Rồi. Chưa ra. Có My Pila Lily. A Leaf Flower. Ở đâu rồi nhỉ? Ở đây. NPC. Ở chúng ta sau lưng này cũng có Ivory Sickle. Rồi. Đây là một NPC đang bị biến hình, lăn vào đó. Please no. Dear me. I haven't a clue. No secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Wait then, you're not one of them. Well, what a relief. Oh, goodness me. I am Albus, an Albinoric. As you can see, we're finished. The whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. I beg you. Would you look after this medallion? You must keep it out of the cursemonger's hands. And if you should meet the young Albinoric Latena, then please give it to her. A chosen land awaits us, Albinorics. The medallion is the key that leads to the city. It's only a quaint treasure for we who cannot make the journey. But for dear Latena, it is needed to fulfill her purpose. My legs will soon fade, and with them my life. Alas, this is the immovable fate of all Albinorics. Rồi, chúng ta cho chúng ta một cái medallion và chúng ta bảo hộ nó để có sau này có thể đưa lại cho cô nàng Latena. Thì đó là một loại chìa khóa có thể dẫn đến cái vùng đất
bí ẩn Harley Tree. Rồi, ok. Thì tới đây, ta bằng tiếp tục bằng qua cổng này. Từ bên kia thì có một vài tên Albinolic khác sẽ cast sorcery của chúng ta. Ta có thể dùng cụm tên chơi với chúng. Ok, có 3 tên thôi. Đây là một con bọ máu. Nếu các bạn có tốn máu thì đánh nó sẽ được hồi lại máu. Ok. Không cần giết nó cũng được. Ở đây có một con, có một cái dấu summon vàng để summon cái cô nàng Nephilus. Cô ta sẽ tham gia trong một trận chiến mà trả thù của ta tại đây. Ok, chúng ta sẽ summon của ta. Rồi, chúng ta cũng summon Ibanez luôn. Thêm phần náo nhiệt. Thì có boss tại đây, thực sự cũng không có gì mạnh hết. Có thể thoải mái mà đánh thôi. Rồi, bắt đầu thôi. Dưới này có hai con chó thì có thể Mighty Shot ở đó không được. Bắt đầu trận chiến luôn. Rồi, ok, ở đây là con boss. Sẽ được một crucible của nó, talisman. Thì cái talisman này sẽ hỗ trợ cho chúng ta giảm đam đối với những đòn tấn công mà chúng ta ăn phải vào đầu. Rồi, ok, đi về hướng bên này chúng ta sẽ có được một luna. Khu này chúng ta quay ngược trở lại làng Albinoric. Và hướng về phía cái cầu gỗ kia. Thì sau khi đánh cái con boss vừa rồi thì cô nàng NPC Nephilus ngồi dưới chân cầu này cũng đã biến mất. Cô ta đã đi về hội bàn tròn rồi. Nữa chúng ta sẽ về hội bàn tròn thăm tụi ta để biết thêm tình hình. Rồi, chúng ta sẽ lấn qua cầu gỗ này. Rồi, ở phía sau cái cây này chúng ta sẽ có một Albinoric Blood Close. Đây chúng ta sẽ còn hai ba tên khác. Ta sẽ có được một thanh kiếm Crystal Sword. Rồi, tại đây chúng ta sẽ nhảy xuống đây luôn. Đó là xong cái làng rồi. Thì thẳng về phía trên này. Sát mép vực, ta sẽ có một con bò trắng. Và tuy nhiên nó không cho Ash of World. Và nó sẽ cho ta
Nathan Tôn. Ok. Đó, tôi bây các bạn quên mình trở lại. Về bên trong cái đầm lầy này. Rồi, ngay gốc cây kia chúng ta có khoảng 9 cái hoa li li và hồ mà hái hoa luôn. Rồi, chúng ta thử mình gốc cây bên này. Chúng ta sẽ có Smithing Tone level 2x2. Rồi, dòng ngược trở ra ngoài. Ba đường đoạn này giờ sẽ ghé đây, sẽ có những Smithing Tone cho chúng ta. Đó, phía dưới cục đá ngay chỗ cái xác đang ngồi ghế đó, sẽ có Smithing Tone level 2. Rồi, qua điểm số 2 trên con đường chúng ta sẽ có một cái bông bóng. Các bạn có thể nã luôn bông bóng đó để lấy được Golden Rune level 6. Smithing Tone. Rồi ok, level 2x3 là tất cả những gì mà khu vực chúng ta khám phá xung quanh đây. Temple Quarter này chúng ta để sau. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành theo tiếp tục theo chủ nhiệm vụ của anh chàng mặt trắng này. Các bạn hãy quay trở lại điểm Foot of the Four Belfry này. Chúng ta sẽ lên the Four Belfry ở đây. Rồi. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Thì trên này cũng có những con khổng lồ, tuy nhiên nó ở hình hài theo như một dạng như là một dạng sinh minh. Nó có thể dịch chuyển qua lại như những con sinh minh khác. Tuy nhiên số rune nó cho chúng ta hiện tại sẽ là cao hơn, khoảng 1.300 một con. Thì hiện tại chúng ta sẽ mần luôn 3 con này. Kiếm thêm ít rune. Cái con này nó không có đầu, các bạn cũng không thể biết cái cổ hit vào đầu được. Nó chỉ gầm như vậy thôi. Rồi, xong một con. Đây, con thứ hai.
đòn đánh của ông ta cũng rất gì và này nọ đấy chứ. Rồi, hết tên. Thỉnh thoảng những tên này sẽ ở trạng thái magnet, tức là ở trạng thái mà có đôi mắt nó đỏ lên á, thì những con quái mà nó có đôi mắt đỏ các bạn sẽ được ít 5 kinh nghiệm khi giết nó. Rồi, các bạn chạy thẳng lên được Four Bell Fire này, lên tới chỗ cao nhất luôn. Thì xung quanh đây là những cổng dịch chuyển, có 4 cái đền, mỗi cái đền là một cổng dịch chuyển. Rồi cái trên cùng không có dịch chuyển thì chúng ta tổng cộng có 3 cổng dịch chuyển và một cái rương, đền cuối cùng là một cái rương. Rồi, tức là xe đây. Bạn có thể ngồi nghỉ tới đây. Rồi, mình trở lại với cái rương trên cùng này. Các bạn sẽ được một Bones Walk Cây. Thì nó cũng như cái Stone Walk Cây thôi. Nhưng cái này nó cũng dành mở phong ấn, nhưng chỉ riêng là phong ấn cho những cái cổng dịch chuyển trên này thôi. Rồi các bạn chạy xuống, chúng ta qua cái cổng dịch chuyển phía bên trái. Đây, đó có một ba cổng. Các bạn thấy cái bên trái này. Đối với cổng dịch chuyển phía bên trái này sẽ đưa chúng ta về nơi mà chúng ta đã bắt đầu. Tôi sẽ cho các bạn xem. Rồi, ok, vào thôi. Chapel Anticipation. Rồi, phía sau là con bướm lồng cái bẫy, các bạn tuyệt đối đừng đi vào đó. Có cái chết chờ đợi các bạn thôi. Cái bọn quay con gấu này, chúng ta sẽ tái đấu với con nhện kẻ đã giết chúng ta ở thời buổi ban đầu. Rồi, các bạn có thể uống lắc vào, rút đam nếu cần thiết. Vào thôi. Con nhện này đối với chúng ta hiện tại thì không còn gì là mạnh cả, có thể thoải mái thôi. Được một thanh kiếm của chính nó, Ornamental Strandwork và Golden Beast Red Seal. Rồi. Chỉ thẳng về ngay cái nhà thờ cũ mà chúng ta đã bước vào cái thế giới này. Thì lần trước cái cánh cửa bên hông nhà thờ nó bị khóa, lần này nó đã mở rồi, chúng ta có thể vào đó. Đi lên cầu thang. Rồi, chúng ta không vào cổng chính, đi vào phía bên phải. Sẽ có một cái cổng phụ làm mở cửa. Rồi, trên này chúng ta sẽ nhặt được một The Storm Hawk King. Đây là một cái cây item. Cây item mô tả về một con chim
hoàng gia. Nó không chấp nhận cho bất kỳ ai xâm mình nó ngoại trừ những người hoàng gia thôi. Rồi đi vào trong, chúng ta sẽ có một cái rương mở ra. Chúng ta sẽ có Stormhawk Tent, là một con chim giống như con chim nãy thôi, nhưng mà này là con summon của chúng ta, cũng khá là đền bù xứng đáng. Và đây nhiệm vụ chính của chúng ta là đến đây. À, có một cô Maiden chết, có một nhúng máu, thì việc nhúng máu thôi, chúng ta sẽ được một cái Law of Blood Favor. Vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của anh mặt trắng rồi. Ok rồi. À, trước khi chúng ta quay trở lại trải nhiệm vụ trên mặt trắng, chúng ta hãy một lần nữa quay trở lại cái Slumbering Woods sắc này để gặp cô nàng Latena. À, chúng ta sẽ cho cô ta nhìn thấy cái tấm medallion mà ông Albert đã cho chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy lấy đó và đưa cho cô ta. Ok, các bạn chạy phía ngoài này, chúng ta sẽ có được thêm một Runa. I told the old hearing brute already that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Do you speak true? So old Albus entrusted his medallion to you. Then I've no choice but to trust that this was his dying will. Let's try again. I'm Latena, an Albanoric, the same as old Albus. My apologies for my coarse words earlier. I presume the worst, seeing that you're another tarnished like that all-hearing brute. I hope that you will forgive me. The medallion's better off in your hands anyway. Would you consider doing me a great service? I must go back. There is something I must do. Even if I must say farewell to my wolf Loba. Will you show me the way? To the land of Mikola's Halig Tree. If you accept, I would gladly apprise you of the whereabouts of the medallion's other half. Thank you kindly. They say the other half of the medallion is beyond the Forbidden Lands, north of the Erdtree, in Castle Sol, on the mountaintops of the Giants, accessible by the Grand Lift of Rold. Then I suppose it's time. Farewell, Lobo. My faithful wolf. My better half. I will go with the Tarnished. So that our journey will not have been in vain. Forgive me, Lobo. Call upon me when needed, and I will fight at your side. Rồi, cô ta đã thành một summon của chúng ta. Summon này có một điểm đặc biệt là nó tương đối bắn những cái cung magic khá là ok. Tuy nhiên nó có một đặc điểm là không thể di chuyển, do cái chủng tộc Abinoric này là không thể di chuyển được. Nên khi chúng ta đặt cô ta ở đâu thì cô ta nằm chết một chỗ đó. Rồi, các bạn hãy quay trở lại điểm share play của Fallen Rune Norlax này. Chúng ta sẽ chạy trả nhiệm vụ trên mặt trắng. Rồi, chúng ta sẽ chạy về phía tây vừa trao cho anh mặt trắng nó cờ vải, tấm vải thôi. My lambkin,
You've completed your final trial. And with this, you are a formal inductee. A knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment of a new dynasty. Now, give me your finger. This noble blood will be an immutable badge of honor once it settles inside of you. Rồi, cho cô ta mượn ngón tay. Để cô ta sẽ cho chúng ta một cái ngón tay để xâm chiếm vĩnh cửu. Không cần phải hao tốn nữa. Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Let the finger. Oh, another thing. You should have this. A medal granted by the new Moguin dynasty. With the power to grant audience with Luminary Moog. I've gone out of my way to provide one to you. But you mustn't use it just yet. The meeting must wait until the Moguin dynasty commences. Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. Rồi, ok. Thế là xong. Thì với vật phẩm nhiệm vụ này, vật phẩm mà cuối cùng cái chủ nhiệm vụ mà ông ta đã cho chúng ta, đó là Pure Blood Knight Medal. Thì với cái vật phẩm này, chúng ta có thể dịch chuyển tới cái bản đồ của Dynasty of Moguin này. Thì ở cái bản đồ này, chúng ta hãy đi luôn đi. Thì với cái bản đồ này, đây là một cái map về sau này. Thì chúng ta sẽ khám phá hết toàn bộ đất kia, chúng ta sẽ quay ra đây và giết cái anh mốc này. Tuy nhiên, hiện tại cái bản đồ này có một vị trí farm rune rất là tuyệt vời. Nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn đến cái vị trí farm rune này. Rồi, Moguin Valley. Thì đầu tiên các bạn hãy chạy thẳng lên đây. Chúng ta kích hoạt Save Ray trước. Hiện tại thì top luôn. Đấy, bản đồ. Rồi, kích hoạt Save Ray tới đây. Rồi, ngồi nghỉ nếu bạn muốn. Rồi, chúng ta kích hoạt luôn Summoning Pool. Rồi, khi chúng ta đã có cái bản đồ rồi. Đây là bản đồ dưới hầm ngầm ở khu vực Sofra River này. Rồi, cái vị trí mà chúng ta cần đến nó sẽ nằm ở khoảng này. Nên các bạn sẽ theo tôi. Chúng ta sẽ đi dọc theo cái mép núi phía bên phải này xuống đây. Từ vị trí này chúng ta sẽ băng qua cái mép phía bên trái để có thể chạy dọc lên tới trên này. Điểm xe ở đây nó sẽ nằm ở đây. Đó là vị trí mà các bạn nên farm level. Chỗ mà duy nhất có level nhanh, nhiều. Và khi các bạn cần mua bất kỳ cái gì đó, các bạn cứ quay ra đây farm. Chúng ta sẽ mua toàn bộ những vật phẩm mà chúng ta cần, cũng như những vật phẩm bán phó giới hạn của một số NPC. Rồi, chỗ này các bạn hãy chăm chú chạy thôi nha. Đừng lượm bất kỳ gì hết. Các bạn thì chết đấy. Rồi, tới cái vực màu đỏ. Chạy về hướng dắt bên trái. Rồi, chúng ta xác dắt bên trái thế này thôi. Rồi, thẳng lên trên. Né như con quái ra. Nó là khá mạnh đấy. Rồi, chúng ta đã đến nơi. Cái map này cũng nhỏ thôi. Kích hoạt Save Ray và ngồi nghỉ. Để reset lại cái hung hăng mấy con quái này. Rồi, thì đây chính là cái vị trí chúng ta có thể farm XP nhanh nhất. Tới đây các bạn có dùng con tên. Các bạn thấy con chim dưới kia không? Nã cho nó một cây. Có thể các bạn sẽ bắn không trúng, không sao. Chỉ cần trúng nhẹ nó như thế này.
Rồi nó sẽ tự mò ra. À nó ngã, nó chết. Và lượng luôn chúng ta nhận được một lần như vậy là khoảng 11.000. Chưa kể các talisman hỗ trợ tăng rune, cũng như chưa kể cái chân gà vàng. Các bạn có thể hỗ trợ chân gà vàng để farm thêm. Rồi, với những bạn không chơi chế độ multiplayer, không chơi chế độ online, thì mãi sau này chúng ta khi đến được vùng đất băng giá rồi chúng ta mới quay qua đây được. Thì các bạn sẽ nên farm level ở Betius Sanctum ở bên map Kelic White đấy, như lần trước chúng ta đã sử dụng. Đây Betius Sanctum này, chúng ta ra đây farm những con quái này cũng hơn 1.000 con cũng nhanh rồi. Ok, hiện tại thì tôi sẽ không farm, chúng ta sẽ không cần farm nhiều trong chế độ hướng dẫn này. Rồi sau khi xong chúng ta sẽ quay trở lại vị trí hội bàn tròn. Chúng ta sẽ quay về hội bàn tròn để có thể đối thoại với những NPC. Rồi khi các bạn vừa về hội bàn tròn, các bạn sẽ phải invite bởi cái anh chàng Ensa này. Thì anh này thì không có mạnh đâu, các bạn không có cần phải lo lắng. Ok, khi anh ta chết thì mọi việc sẽ trở lại bình thường. Rồi chúng ta nhặt được một cái vũ khí của anh ta, Linking Bone. Rồi chất vấn Gideon Opnir hỏi tại sao là có vấn đề này. Nhưng trước hơn hết chúng ta hãy đi gặp cô nàng Nephili Lu trước. Cô ta lần này sẽ ở dưới tầng hầm. Các bạn đi về hướng ông thợ rèn. Rồi, các bạn đi theo cầu thang dưới bên phải ông ta đi xuống dưới. Đó, cô ta đây. Ah, you. Please, leave me be. It's pathetic, I know, but I need to think. Ah, you. Please. Leave me be. It's pathetic, rồi, I know, but... cô ta trông thật là thảm hại thật. Cô ta đang trong cơn tuyệt vọng. Các bạn sẽ không nói chuyện thêm được gì. Chúng ta sẽ mở được cuộc đối thoại với Gideon Opnir. Rồi, nói chuyện với Dee, Hunter, Death, về anh chàng Roger. You've been busy weeding death root, I take it. I thank you, as your brother in arms. So what can I do for you? Are you acquainted with a man named Roger? You know, the piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more, though. You see him now. Ravaged by thorns, muttering and rambling, like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is sullied, it rots people from the inside, breaks them. Rồi, một chuyện khá là đau buồn. Rồi, ở vị trí của anh chàng Ensa tấn công chúng ta lúc nãy, cũng là người bảo hộ của Gideon Opnir, chúng ta sẽ có được một set đồ của anh ta. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Thì với cái set đồ này, nó tương đối cũng là khá tốt. Nó sẽ chậm chậm hồi phục HP cho chúng ta khi mà HP của chúng ta xuống thấp, ở đâu đó khoảng 20% máu á. Thì các bạn sẽ được hồi lại máu từ từ. Cũng không nhiều lắm, nhưng thôi kệ, có còn không. Rồi. Được, đối thoại với anh nè. Các bạn nhớ check cái chế độ equip load ở đây ở Medium nhé. Nếu các bạn hết cái hiệu ứng của Red Rune, đôi khi chúng ta sẽ bị thiếu đấy.
You. What is it? Rồi, chất vấn về Ensa. Oh, my apologies for that nasty business. Ensa got rather ahead of himself, it seems. As his master, I'd like to express my regret. But now, Ensa is slain and gone. Finished. Forevermore. Ah, yes. By way of apology, allow me to tender some advice in regard to the half of the secret medallion you possess. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I am sure. Ah, you've already heard. Indeed. It seemed the whelp harbored suspicions, so I had no further use for her. Honestly, what a man to do. A determined plebeian is more wicked than an omen horn, quite frankly. I suspect that's just what the Queen wants. A dose of ambition to incite the tarnished. Rồi, ok. Chúng ta sẽ quay trở lại nói chuyện với cô nàng Nephilis. Ah, you. Please, leave me be. It's pathetic, I know, but I need to think. So you know already, do you? Right. It's true. My father cast me out for indulging my emotions, forgetting the mission, punishment for offing his pawns. Father, rather, Lord Gideon has offered me guidance all my life. I would have done anything for him, to place him on the throne of Elden Lord. And yet I, though it was not my intent, I betrayed him. And I can no longer trust him, Father. To think he'd order his men to enact such tragedy. Where is the justice he purports in that? He once told me that if he became Elden Lord, he would never allow the downtrodden to be cheated ever again. Was he simply lying to me? No, no, no. How could I say that? Father has always given me his guidance. And now, I've lost it. Is that ash? I can smell the ancient storm in it. My thanks. I'll gladly take it. I'm not like Roderica. I don't feel the presence of spirits, let alone see them. Still, this ash, it reminds me of my first hawk. Thank you. In this ash, I can smell the ancient storm. It reminds me of my first hawk. Rồi, ok. Con chim chúng ta nhặt được ở cái nhà thờ Anticipation. Trao cho cô ta. Để cô ta khích lệ tinh thần của ta lên. Và nhiệm vụ của cô ta tới đây cũng được coi như là gần như hoàn tất rồi. Chúng ta sẽ gặp với cô ta mãi ở sau này. Sẽ có nhiệm vụ sau này. Rồi, ở đây sẽ có phòng phản ứng với những con im. Chúng ta sẽ cần một cái dao và trong kia sẽ cần thêm hai cái dao nữa. Ba cái dao để có thể mở được hai món đồ. Tuy nhiên những món đồ này không có gì quan trọng. Chúng ta có thể để sau này khi mà những cây dao của chúng ta đã dư giả. Rồi, ok. Đó là xong ở khu vực hội bàn tròn. Để kiểm tra xem chúng ta có đủ nâng cấp hay không. Thiếu một viên. Rồi, ok. Tiếp theo, các bạn hãy quay về và anh chàng NPC Pat này. Chúng ta sẽ có một món đồ quan trọng cần mua trước khi hành trình cho tiếp. Rồi. Hello again. Welcome to Patches Emporium. Ở đây
các bạn có thể mua chân gà vàng để đi farm thêm level ở cái chỗ săn con chim lúc nãy. Cứ bắn con chim gớt núi xong rồi bạn refresh lại lại tiếp tục bắn thôi, rất đơn giản. Đó, nếu như các bạn invel có bị thiếu hụt những cái móng đỏ có thể mua con vàng này cũng được. Rồi, và cái thứ nhất chúng ta cần mua là cái Magic Circle này. Một vật phẩm để phong ấn con Magic. Nói chung đó là một con boss ở mãi tận sau này ở bên Lando Capital. Tuy nhiên nó có một chức năng khác, các bạn cứ mua. Rồi. Nhấn nó vào hotkey. Và ok. Cái hành trình chúng ta hôm nay cũng đã quá dài. Chúng ta sẽ tạm dừng loạt video thứ 18, video hướng dẫn một cách chơi game Elden Ring tại đây. Phần sau chúng ta tiếp tục khám phá khu vực này, đồng thời tiến dần về phía bắc và giải mã phong ấn ở tòa học viện. Xin chào và hẹn gặp lại.